kính thưa tất cả quý vị thân mến, và một lần nữa xin được nồng nhiệt hân hoan chào đón tất cả các quý vị thân khách đã có mặt tại trung tâm bữa tiệc của gia đình trong buổi trưa ngày hôm nay. Và lần đầu tiên cho phép những người làm chương trình, cho phép cho ban tổ chức chúng tôi xin gửi tới toàn thể quý vị anh chị lời chào, lời kính chúc sức khỏe và lời cảm ơn chân thành nhất, và chúc cho buổi lễ vu quy của cô dâu Phương Nga, chú rể anh Tuấn thành công tốt đẹp. Vâng, kính thưa tất cả quý vị thân mến ạ, thật đúng là hoa sen thì đẹp nhất trong đầm, và chú rể đẹp nhất thì khi yêu thầm cô dâu, mà yêu thầm thì cũng chẳng được lâu ạ. Rồi cô sẽ có đôi ba câu để tỏ tình, mà tỏ tình thì phải bất thình lình, chỉ có như vậy mới lấy được người mình yêu. Vâng, và yêu nhau thì mới núi cũng trèo, mới sông cũng đồi, mới đèo cũng qua, ngại gì cái chuyện đường xa. Không đi du lịch thì ra ga ta đi tàu, mà yêu nhau không quan trọng giàu nghèo, không đi tàu thì ta lại đi xe, và qua một thời gian đi cả tàu lẫn xe thì cô dâu và chú rể của chúng ta đã đi được bến bờ hạnh phúc của riêng mình rồi. Và đám cưới ngày hôm nay đây là minh chứng cho tình yêu đó. Vâng, quý vị thân mến, và ngay khoảnh khắc tuyệt vời này, khoảnh khắc hạnh phúc này, không để quý vị phải chờ lâu được nữa, xin được kính mời tất cả quý vị thân khách, khách quý, những người thân thương, anh em bạn bè của cô dâu và chú rể, chúng ta hãy cùng nhau hướng mắt ra phía ngoài cổng để chào đón sự hiện diện của cô dâu Phương Nga, chú rể anh Tuấn. Đôi bạn trẻ sẽ cầm tay nhau bước lên thánh đường hạnh phúc để ra mắt toàn thể quý vị. Vâng, trân trọng kính mời, và tất cả mọi người chúng ta có thể nở một tràng pháo tay thật lớn để chào đón đôi bạn trẻ được không ạ? Dạ vâng, kính thưa tất cả quý vị thân mến, và ngay giờ phút tuyệt vời này trên sân khấu của chúng ta là sự hiện diện của hai gương mặt rạng ngời nhất, lung linh nhất, cô dâu Phương Nga, chú rể anh Tuấn. Một lần nữa xin kính mời tất cả mọi người chúng ta có thể nở một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa được không ạ? Và kính thưa tất cả quý vị thân mến, thật đúng là Sơn La của chúng ta quả thật rất tuyệt vời đúng không ạ? Mà con trai con gái thì chẳng đâu đẹp bằng. Còn hãy thắc mắc hay thật chăng thì chúng ta hướng mắt lên sân khấu nhìn chú rể Tuấn là bằng chứng đây ạ. Trông anh Tuấn thì rất là đẹp trai ạ, mà cao to phong độ thì chẳng ai đẹp bằng. Còn cô dâu thì lại xinh đẹp tuyệt trần, dịu dàng dễ mến, lại có phần nết na. Chỉ được ví như chị Hằng Nga, thuyền bồng nguyên soái cũng phải khóc òa vì yêu. Còn chú rể thì lại trông giống Sĩ Điều, mà cô dâu lại giống Thúy Kiều ngày xưa. Hai người ánh mắt đong đưa, nhìn nhau say đắm mà say sưa tình đồng. Vâng, thưa tất cả quý vị thân mến, và để có một ngày vui hạnh phúc trọn vẹn như ngày hôm nay thì có lẽ rằng không thể thiếu được sự hiện diện của những người làm cha làm mẹ. Và ngày khoảnh khắc tuyệt vời này, để cho buổi lễ của chúng ta được diễn ra thêm phần đầy đủ hơn, thêm phần thành công hơn, thì ngay giờ phút này trân trọng kính mời lên sân khấu về phía gia đình nhà gái thân yêu, trân trọng kính mời bố Lò Văn Phung, mẹ Hà Thị Kim là bố mẹ thân sinh của cô dâu Phương Nga sẽ trở lại sân khấu cùng người con gái yêu quý của mình. Vâng, trân trọng kính mời. Và về phía đại diện của gia đình nhà trai ạ, cũng trân trọng kính mời mẹ Lù Thị Phương và bác ạ Lù Văn Phóng ạ, là hai mẹ cũng như là bác sẽ trở lại sân khấu cùng người con trai cũng như là cháu trai yêu quý của mình. Vâng, trân trọng kính mời. Vâng, quý vị thân mến, chúng ta có thể nồng một tràng pháo tay thật lớn để chào đón đại gia đình được không ạ? Đầy đủ của cả hai bên gia đình. Và về phía đại diện của gia đình nhà gái thân yêu có sự hiện diện của bố Lò Văn Phung, mẹ Hà Thị Kim là bố mẹ thân sinh của cô dâu Phương Nga đứng ở phía tay phải của cô dâu đây. Và về phía đại diện của gia đình nhà trai ạ, có sự hiện diện của mẹ Lù Văn Lù Thị Phương và bác Lù Văn Phòng là mẹ cũng như là bác đại diện cho bên gia đình nhà trai đứng ở phía tay trái của chú rể đây. Và sự hiện diện có mặt của tất cả quý vị thân khách trong buổi trưa ngày hôm nay là niềm vui, niềm hạnh phúc lớn nhất của cả hai bên gia đình. Và khoảnh khắc tuyệt vời này để cảm ơn tới sự hiện diện sâu sắc của tất cả quý vị, kính mời đại gia đình hạnh phúc của chúng ta hãy nở nụ cười thật tươi và nghiêng mình cúi chào tới toàn thể quý vị. Vâng, trân trọng kính mời. Và kính thưa tất cả quý vị thân mến, thật đúng là yêu và được yêu là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của cuộc đời mỗi con người, là món quà quý giá nhất mà cuộc sống đã ban tặng cho chúng ta. Và hạnh phúc hôn nhân, hạnh phúc gia đình, đó là điều hai bên gia đình cũng như đôi bạn trẻ của chúng ta mong muốn. Và trong cuộc đời của mỗi con người thì ai cũng vậy ạ, cũng phải trải qua những năm tháng để đi được một nửa trái tim yêu thương của cuộc đời mình. Và ngày hôm nay chú rể anh Tuấn, cô dâu Phương Nga cũng đã trải qua một quãng thời gian rất là dài ạ để tìm hiểu và để yêu thương nhau. Họ cảm thấy rằng là mình rất hợp nhau, rất yêu nhau và phải cần có nhau trong cuộc sống này. Họ sẽ cùng nhau trèo lái con thuyền tình yêu của mình đến bên bờ hạnh phúc của tình yêu. Và ngày hôm nay, ngày thật lành, tháng thật tốt, được sự nhất trí của cơ quan chính quyền địa phương, sự nhất trí của hai bên gia đình và sự đồng tình của đôi bạn trẻ thì ngày hôm nay gia đình họ nhà gái long trọng tổ chức chương trình đại lễ vu quy cho cô dâu và chú rể với sự hiện diện đông đảo của tất cả quý vị thân khách là niềm vui, niềm hạnh phúc lớn nhất của cả hai bên gia đình. Và ngay khoảnh khắc tuyệt vời này, không để quý vị phải chờ lâu được nữa,
MC Duy Mạnh, người kết nối cho chương trình và thay mặt cho ban tổ chức trịnh trọng tuyên bố chương trình đại lễ vô quy của đôi bạn trẻ Vương Nga, Anh Tuấn. Anh Tuấn, Vương Nga xin được phép chính thức bắt đầu. Chúng ta cùng nhau hướng mắt lên sân khấu ạ. Vâng, chú rể anh Tuấn thân mến ạ. Trong buổi trưa ngày hôm nay, trước sự dính dám của đất trời, xin hiện diện sắc sắc của tất cả quý vị thân khách ạ. Chú rể có thể có một hành động ga lăng hơn nữa được không ạ? Có thể quỳ xuống một chân để cầu hôn cô dâu ạ. Vâng, rất ngọt ngào và rất tình cảm ạ. Vâng, kính mời chú rể sẽ đeo nhẫn cho cô dâu đi nào. Niềm hạnh phúc ngày hôm nay. Vâng, trân trọng kính mời. Vâng, và ngày khoảng cách tuyệt vời này xin được kính mời tất cả quý vị thân khách, chúng ta cùng nhau hướng mắt lên sân khấu để chứng kiến phút giây hạnh phúc nhất, ngọt ngào nhất của hai bên gia đình sẽ gửi tặng cho cô dâu và chú rể trong niềm vui, niềm hạnh phúc ngày hôm nay. Và món quà đầu tiên mà cô dâu và chú rể sẽ được đón nhận bởi tình cảm của bố Phung mẹ Kim. Niềm vui, niềm hạnh phúc đang nở rực trên mặt của những người làm cha làm mẹ. Này cho cô dâu Phương Nga, chú rể Anh Tuấn chân thành cảm ơn tình cảm tuyệt vời nhất của bố Phung mẹ Kim đang có những món quà ý nghĩa nhất để gửi tặng cho cô dâu và chú rể. Thật đúng là một chút quả mọt tấm lòng lại son cha mẹ gửi tặng con để nuôi cháu sau này. Xin được kính chúc cho cha cho mẹ sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và bình an. Rất tuyệt vời trong buổi trưa ngày hôm nay. Và những tràng vỗ tay của tất cả quý vị đâu rồi ạ? Vâng ạ, và ngay của gia đình dì Loan Việt ạ, gia đình dì Thiên Trung và gia đình dì Thân Nhiên sẽ trở lại sân khấu với những cái cảm tuyệt vời nhất để gửi tặng cho cô dâu và chú rể trong niềm vui, niềm hạnh phúc ngày hôm nay. Vâng, trân trọng, kính mời. Vâng, rất tuyệt vời, rất ngọt ngào những bông hoa ly, những bông hoa rất là tươi thắm trong buổi trưa ngày hôm nay. Và đỡ lời cho cô dâu và chú rể, xin được chân thành cảm ơn tình cảm tuyệt vời nhất của gia đình dì Loan Việt, gia đình dì Thân Trung cũng như gia đình dì Thân Biên đã có những tình cảm tuyệt vời nhất để gửi tặng cho cô dâu và chú rể trong niềm vui, niềm hạnh phúc ngày hôm nay. Và khoảnh khắc tuyệt vời này cũng xin được trân trọng kính mời tình cảm tuyệt vời nhất của gia đình em Quyền Hồng ạ, cũng sẽ trở lại sân khấu bằng những tình cảm tuyệt vời nhất mà hai em sẽ gửi tặng cho cô dâu và chú rể trong niềm vui, niềm hạnh phúc ngày hôm nay. Vâng, trân trọng kính mời. Và cũng xin được kính mời những nhà nhiếp ảnh hàng đầu của Việt Nam đang sở hữu chiếc điện thoại Nokia 80 màn hình đen trắng đã dư dặn để ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc của tuyệt vời của cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, trân trọng kính mời. Vâng ạ, rất là tuyệt vời trong buổi trưa ngày hôm nay. Và tình yêu của đôi bạn trẻ thì không thể tính bằng ngày bằng giờ được. Tình yêu của đôi bạn trẻ phải được tính bằng năm bằng tháng. Tình yêu của đôi bạn trẻ thì được mình đến trong một lửa hoa của xuân, như tiên đắng chứa chan trong mùa hạ, nhớ thơm ngào ngạt của loài hoa sữa trong mùa thu, và đặc biệt là những ngọn lửa hồng sưởi ấm trong mùa đông. Để rồi đôi bạn trẻ của chúng ta đã cùng nhau nguyện chung sức chung lòng, chung chăn chung chiếu chung phong chung màn, chung mong lời thở tiếng than và chung hạnh phúc với đàn con sinh. Và trong buổi trưa ngày hôm nay, xin được đỡ lời cho cô dâu và chú rể chân thành cảm ơn tình cảm tuyệt vời nhất của dì Loan Việt, tình cảm tuyệt vời nhất của dì Thiên Trung, tình cảm tuyệt vời nhất của dì Thân Nhiên đã có những món quà ý nghĩa nhất được gửi tặng cho cô dâu và chú rể trong niềm vui, niềm hạnh phúc ngày hôm nay. Và đặc biệt hơn là cảm ơn gia đình em Quyền Hồng ạ, trong buổi trưa ngày hôm nay, rất tình cảm trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng ạ, trân trọng kính mời. Vâng, và giờ phút này cũng xin kính mời tất cả quý vị thân khách, chúng ta cùng nhau hướng mắt lên sân khấu để chứng kiến phút giây hạnh phúc nhất mà đại gia đình bên gia đình nhà gái sẽ gửi tặng cho cô dâu và chú rể những tình cảm tuyệt vời nhất trong buổi trưa ngày hôm nay.
Vâng, kính thưa tất cả quý vị thân mến, và ngày hôm nay chúng ta đã không quản ngày đường xa xa xôi, đã mất chút thời gian và ngọc của mình trở về để chung vui, chúc mừng hạnh phúc cho các dâu và chú rể để trăm năm hạnh phúc. Và xin diện có mời tặng cho các dâu và chú rể một món quà bằng một tràng vào tay trị giá 1.000 tỷ đồng, được không ạ? Vâng, cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Và trong buổi trưa ngày hôm nay, chắc chắn rằng đôi bạn trẻ của chúng ta đã cảm nhận được tình cảm của cha mẹ nhân ngày vui nhất đời rồi. Chính vì vậy, giờ phút tuyệt vời này xin được kính mời cô dâu và chú rể sẽ tiến lên phía trước để cùng nhau chia sẻ những điều ngọt ngào nhất, cùng nhau cắt lên chiếc bánh tình yêu để thể hiện tình yêu ngọt ngào nhất trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, trân trọng kính mời. Hướng mắt lên sân khấu để nghe lời cảm ơn của bên gia đình nhà trai. Trân trọng kính mời bác Cầm Vui sẽ trở lại sân khấu. Kính thưa các vị khách quý, kính thưa bà con cô bác, đại diện cho bên nhà trai, tôi xin gửi tới các vị khách quý, bà con cô bác lời kính chúc sức khỏe và lời chào nồng nhiệt nhất. Vâng, sự hiện diện của quý vị hôm nay là niềm hạnh phúc lớn lao của đôi bạn trẻ, là niềm vui bờ bến của hai bên gia đình. Vâng, chú rể anh Tuấn và bà Phương Nga qua thời gian tìm hiểu đã tới tương đầu ý hợp và thề nguyện đồng cam cùng khổ, dù khó khăn hay sung sướng đều sẽ ở bên nhau đi hết chặng đường đời. Đó là sự rung động mãnh liệt của tình cảm, đó là sự trách nhiệm xây dựng một gia đình hạnh phúc. Vâng, hôm nay gia đình chúng tôi cũng có tổ chức lễ kết hôn cho đôi bạn trẻ. Và vâng, rất cảm ơn các quý vị khách quý. Cảm ơn bữa hải nòng pho me lung tá áo dỗ sóng bản xà mương áo cắn mắt tủng tôm hôm muôn cho muôn ở sóng lán sóng mưa ni xung khỏe ma ni ma toàn bờ cưới bờ mà ni ma la ma lại cho chăm mi ngua mù nhá mà toàn tà quai tà na cho mi khá ngua quai mà khá lòng toàn cỏ cho mi lão lại mà khái tiền bay chẳng mền. Và gần dạo chung khỏe có sẽ lập chạy cung mi cảm phát vòng nó nói ao đi xó cáo mới bò mè mà nàng tủng tôm hôm muôn ở sóng đàn cho tôi. Nè, giờ khỏi có so chúc hở, song lan su, mi lù hở mắt này song quân chọc chăn, phủ nhi hư chăn để tăng ngày tài em nay, mi lù trai hơ, hở mắt cháu pin để tăng ngày phú em ra, nả ma bé em nắc lèm bé ải dây đại kim pin, tướng tên bùn mà là sướng hàng mi, ô tô mi bày, đơn sải sàm tầng hạ tầng mi rú, lù tàu ép họ cứ sư sàn, để dân cơ quan cán bộ sao nơ, thưa đồng hắn, xung khỏe rất cảm ơn ngài ta, em nói ai non, mới đi lộc hát lộc giao, mà tủm tôm hôm muôn, không quản ngại, đường xa xa xôi, dành thời gian đoàn cọc, đến chúc phúc cho đôi bọn trẻ, một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn bác Cầm Vui rất là nhiều. Quả thật là đời bác phát biểu như bật như hoa, thơm như lúa tỏa ra các buổi trường cười của chúng ta, đúng không ạ? Và mọi người có thể cho bác một tràng vỗ tay thật lớn hơn nữa được không ạ?
Vâng, thật đúng là nhà gái mừng hân hoan, mừng dễ thảo, nhà thê tưng bừng đón dâu về. Vừa rồi thì nhà trai cũng mới phát biểu xong, nhà gái sao cũng phải có đôi câu để lỡ lời. Và ngay sau phút này xin được cảm kính mời tất cả mọi người, chúng ta cùng nhau hướng mắt lên sân khấu để nghe lời cảm ơn của bên gia đình nhà gái thân yêu. Vâng, trân trọng kính mời. À, xin nên không, mình có mưa buồn sóng lán không? Trên sân khỏi có xó tăng nà Tây Hương, Phú Mỹ ảo luôn. Xin tại tả em nay các bà hải bố em ra phần mỹ đồ nhìn phần mỹ đồ trái trên đất cờ liền sùng trùng nhà ở cờ PF xe nè sử trên đất cờ mặc mèn kén quam cần ở trên là cờ ẩu cần chi diệt phù diệt mía té ngoa té sư nèo trên mình nhìn mở cờ bà hình hết khổng thâu hết điều cờ bà mình nhìn mở cờ xem cú già các bà tả nay ở cờ tiền tô thống nhất cờ hạ lại mười đi miết trần mười sẵn miết chép bị lẹp chép nam trên đất xem cú xem già sau cờ kiếm má hạ lại tổng đàn bắt khẩu mắt tổ chức ẩu lù ẩu lán hâu trên mở cờ bố mỹ sang hưởng xin nhớ thưa khỏi cờ xò chúc hở song lán hâu ở bên nà phù hồ mía hảo khăn xiềng sờ nhé bảy nhé ba cần mỹ lù nhính lù trái các bà ải em sóng phái và cả hảo khăn mẩn dưn xiềng sờ tăng sóng ma mở ở khỏi cờ phòng ta đang là tây hơn bước nòng pì chú côn lại bản lại na lại phường cờ mắt chúc phúc hở song lán hâu trên phở cả hảo khăn mặn mành các bà xiềng sờ trên sang này toàn lăng phải chờ món bên đấy nòng pì chú côn hâu nữa. Vâng, rất tuyệt vời, những tràng pháo tay của tất cả quý vị đâu rồi ạ? Vâng, cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Và ngay qua các tuyệt vời này, xin được kính mời hai bác trưởng đoàn sẽ qua lại để bắt tay nhau ạ. Vâng, rất là tuyệt vời.